Quân. Kính thưa cô Minh Lan, thì cái hoàn cảnh của cô bà đây là Võ Thị Phụng, 85 tuổi, ở ấp Bình Thọ Thượng, xã Bình Phan. Thì bà Phụng đây là sống neo đơn một mình trong một cái căn nhà thiết ở giữa đồng. Thì trước cái hoàn cảnh khó khăn của bà Phụng đây, thì cô Minh Lan giúp cho bà quà hàng tháng. Thì quà tháng của mình thì nó khoảng 300.000, thì trích mua 5 ký gạo và 2 lon sữa đặc có đường thì khoảng 100.000, và tiền mặt 200.000. Dạ. Dạ, đây là tiền mặt 200.000, con gửi con cầm giấy đây là 200.000. Đó, tiền mặt 200.000 và phần quà 100.000 là 300.000, là quà tháng 10 của cô Minh Lan gửi chia sẻ giúp cho hoàn cảnh nghèo, neo đơn, khó khăn, bệnh tật ở thôn quê. Chúng xin cảm niệm công đức của chị Minh Lan để hỗ trợ cho Hùng Nguyễn có điều kiện để giúp những hoàn cảnh nghèo, khó khăn, bệnh tật như bà Phụng đây. Cảm ơn chị Minh Lan. Cảm ơn chị Minh Lan. Cảm ơn chị Minh Lan. Dạ, dạ. Rồi thôi, con cũng chúc cho bà có nhiều sức khỏe, sống lâu trăm tuổi nha. Bà đứng xích vô, rồi cưng đứng xích vô, chị chụp ra tấm hình với bà. Cưng đứng xích vô một cái. Tắt đi. Rồi.